Bún đó ngày xưa cũng nổi tiếng này. Đây là một cái găng tay để tập dàn banh nè. Này là găng tay tưởng là để dàn banh, thực ra là để cho thầy chạy xe. Đây là cái mắt kính, cái blender đây, từ một cái kính lão cũ nè. Đây là có dây nhảy, cặp dây nhẹ, một cái dây nhảy nó đơn giản thôi. Ở trong đây thì nói chung là để tập luyện thành một cầu thủ có gọi là có kỹ năng cơ bản tốt thì chúng ta chỉ cần những cái gì rất là đơn giản thôi, nhưng mà quan trọng cả là tại đây có bảng ghi thành tích của các đệ tử, là ai tập thành như thế nào thì thầy sẽ ghi chú lại đây từ những tờ lịch cũ thôi, cũng không có gì cao siêu hết. Có chậm tí đó thầy. Phải biết khắc phục cái việc là về chiến thuật nè, phải có hiệu quả cái kiểu sát bóng nè, phòng ngự và tấn công phải đè bẹp mọi trung phong nè, phải có sức mạnh tốt nhất nè, sức bật là phải xuất sắc nè. Đó, toàn là những cái làm sao để không để cho khán giả đi coi nhàm chán người ta bỏ về đó, những cái tiêu chí đó rất là kiểu cơ bản thôi, nhưng mà tất cả đều nằm ở trong trái tim của một người thầy. Những cái dụng cụ này tuy nó cơ bản thôi nhưng mà tất cả đều không bằng cái tâm huyết của thầy, gọi là cái tâm huyết, cái trái tim và cái ngọn lửa đam mê bóng đá của thầy, nó được bùng cháy rất là rực. Xin chào các bạn, thì sau khi chúng ta có một cuộc phỏng vấn ngắn với lại thầy Sư, một trong những người có thể nói là cây đa cây đề của bóng rổ Đà Nẵng, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một chút xíu về cái công cụ, những cái công cụ dụng cụ mà thầy tự chế để mà tập luyện cho các lứa đàn cháu, đàn con sau này. Đó là một cái găng tay để mà chúng ta không có nhiều cái tiếp xúc với lại bóng, chúng ta sẽ tăng cảm giác bóng hơn. Và đây gọi là một cái eyeliner tự chế, là mắt kính thường thôi, cũ rồi, sau đó dán bằng keo đen lại và chúng ta gần như là không thấy được. Chúng ta cùng thử. Quá khó, vụt banh, không có nhiều cảm giác bóng và cái mắt kiến này là mình không thấy được luôn. Nhẹ nhàng đơn giản vậy mà biết bao nhiêu hậu vệ cầm bóng tốt từ Đà Nẵng. Đây là bác sư. Thôi, chào các bạn, cảm ơn các bạn nha. Hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về thêm được một cây đa cây đề của bóng rổ Đà Nẵng rồi. Chuẩn bị những ngày sau còn những đề tài khác nhé. Nhớ ủng hộ mình với thể thao.